Xin chào các bạn, hôm nay là ngày chủ nhật và mình đã nhắn tin gọi điện thoại rủ rê hết tất cả các bạn bè của mình để đi spa cùng mình, nhưng mà mọi người đều bận, cho nên là hôm nay mình quyết định là mình sẽ đi spa một mình. Và bây giờ mình đang đi vào cái con đường bên trong, đi một mình cho nên là cũng phải tự quay clip một mình luôn. Đường nào là đường vào spa? Ở đây rộng lắm mọi người ơi, nó giống như là một khu vườn ai mình thấy cái spa rồi. Đi, mọi người đi theo mình nha. À, mình sẽ quay đoạn đường cho mọi người xem chứ nhỉ. Thôi, đây đây. Đó, ở đây là một cái khu nó giống như là khu vườn, khu vui chơi của tất cả mọi người đó. Có nhiều quán cà phê trong đây nữa. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong. Đây ha. Spa thôi. Giờ bây giờ mình vào bên trong nha các bạn. Đẩy cửa vào bên trong thì đây là khu vực tiếp tân của spa. Mình đang xem qua menu, giá thành thì mình thấy là khoảng 300.000 á, cũng khá ok. Bây giờ thì xem menu xong, mình chọn liệu trình và mình được các bạn nhân viên dắt vào khu vực bên trong. Ở đây thì mình thấy phòng massage có kính á, không gian cũng mở, ở phía sau thì có nhiều cây cối nữa. Bây giờ thì mình sẽ đi vào để mình được bạn nhân viên hướng dẫn thay đồ trước khi mà vào làm liệu trình. Ha, có chuẩn bị dép nè, dễ thương ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào thay đồ, mình sẽ thay bộ này nha mấy bạn. Tiên tiên, thay xong rồi. Thay đồ xong rồi, cho nên là bây giờ mình đang được đưa vào một cái phòng có một cái hồ sục rất là lớn, không lớn lắm nhưng mà lớn so với mình thôi. Rồi xung quanh mình thì đây, Diêu sẽ quay xung quanh cho mọi người xem nha. Mình sẽ có phòng tắm nè, phòng sông hơi ướt và phòng sông hơi khô. Ở đây thì còn được để sẵn một cái nhảy bánh và trà cho mình nữa, để khi mà mình tắm xong hoặc sông hơi xong thì mình có thể dùng. Wow, nhiệt độ trong hồ cũng vừa phải. Bây giờ thì Du relax xíu nha cả nhà. Du vừa mới tắm và xông hơi xong thì thật ra vì ở đây nó là cái không gian ngoài trời á, cho nên là nó rất là thoải mái và rất là thiên nhiên. Thì lúc nãy thì Du có xông hơi ướt, sau đó thì Du vào Du xông hơi khô. Tuy nhiên cái phòng xông hơi ướt thì do bình thường Du quen á là nó sẽ có những cái lá xông với lại nó sẽ có cái mùi tinh dầu thơm á, thì phòng xông hơi ướt ở phòng ngày hôm nay thì nó không có mùi cho lắm, nhưng mà phòng xông hơi khô thì có. Bây giờ thì Du sẽ bắt đầu đi ra ngoài để bắt đầu chương trình massage nha mọi người. Trời, bây giờ thì Du vô phòng để đi massage nha. Nhưng mà vì massage thì phải cởi hết đồ, cho nên là Du không quay lại cho mọi người xem được. Thôi mọi người xem đỡ cái cảnh là Du sẽ gội đầu nha. Tại vì ở đây có luôn cái dịch vụ gội đầu nữa, cho nên là sướng lắm, massage xong là Du ra nằm để gội đầu luôn. Và đây là gương mặt của mình sau khi một tiếng thư giãn ở trong spa ra. Rất là thoải mái luôn, rất là dễ chịu. Bây giờ thì mình sẽ về và đầu tuần sau sẽ bắt đầu một ngày mới. Bye bye, nhớ subscribe kênh của Du nha.